Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh xe điện xe máy Zolo Việt Nam tại 102 Bà Triệu. Và hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một mẫu xe máy 50cc không cần bằng lái và rất hợp với cả phù hợp với các bạn học sinh cấp 3. Xe thì có trọng lượng là 82 cân, máy thì 50cc không cần bằng lái, máy thì của tập đoàn Yongsheng sản xuất. Đây là một loại máy tốt nhất trong dòng máy 50 ở Việt Nam hiện nay, và máy thì xe được lắp là theo máy tiêu chuẩn Euro 3, và máy thì có côn kép, và xe thì có rất là nhiều màu. Và xin mời các bạn hãy đến với chúng tôi tại 102 Bà Triệu để cùng tham khảo nhé. Xin cảm ơn các bạn.